trở lại. Đúng rồi. À... nhiều khi đau lòng lắm nha. Nhớ thương ơi. Yêu em nhiều lắm. À em ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ làm sao to như thế không ai dám đâu.
ta chưa ăn gì hết, mày làm gì ta ăn nữa. Đi xe lúc trước thời đi xe có nhiều có biết bài này nhỉ? Nhớ hoài, nhớ hoài cái đó. Ai đã mua một cái tiền lỏng nữa, nó mỏng chứ. Ta mà Paris xuống ở dùng nó đâm tên lên phố mình đâm có gì đâu biết đâu. Thì nó nghe, nghe là pinh pinh ở đó. Không nhớ, không nhớ. Ta ghi mấy tên, mấy lời kiểu nữa. Ta ghi mấy lời. Biết đúng rồi đấy. Chứ theo cái thông gì bán cây chớ yêu ông thầm. Nhớ khi mình cầm cái đồng cái đơn thử đầu tiên là mình tập đơn với anh Thành với Tâm với Hiền nhà nhà Tâm nhà Tâm đó nhà ca to mình cũng lấy xưa đi rồi Hiền Tâm cũng đánh giỏi mình nữa ngọc nha lắm thì nó có thì giờ mình cứ chiều về là phải đi làm ăn hỏi cho bao giờ không có thì giờ học nhiều xong rồi đi tập võ nhau đi tập võ nhau mình cũng biết được mình chưa không được thì chiều mình cứ về phải đi làm cái hỏi nhá chùa mà không đi học được cái xà đi là hương mày làm nhiều hơn bây giờ người đánh đời nhiều hơn là tập võ nhiều hơn nhưng là lúc trước mình không được làm đó thì mình qua cái nghề làm đâu mình là có còn mình đứng là mình chơi đời với lại đánh võ là tại vì còn chứ không phải tại mình đâu. Là tập nó là mình phải chạy trước nó đó, nó chạy trước rồi sẵn cái đà mình có ABC không chạy luôn tất cả. Mở đường cho thì đó, đúng mở đường cho nó. Là mà lúc nhỏ là mình không có xe ghế đó. Mình có xe ghế rồi. Tại ngoài Việt Nam đâu có mua cục này máy đâu, mình chơi nhau lắm. Chiếc cổ mà dân chiếc cổ, dân này dân là dân học hành có manner thì nó cũng đúng không? Đóng lại liền rồi. Từ nó gặp mình kia rồi nó còn trắng rồi đó. Yêu em thì sao thế à? Yêu em sao? Yêu em vì ta rất buồn. Vì em bài vừa hả? Yêu em vì ta ghét buồn. Yêu em vì ta ghét hờn.